Văn chương 6. Hơn 5.000 người được thết đại. Sau đó, Chúa Giê-xu băng qua hồ Galilee. Hồ này cũng có tên là Tiberias. Có rất đông người đi theo Ngài vì họ đã thấy nhiều phép lạ chữa bệnh của Ngài. Chúa Giê-xu lên một ngọn đồi và ngồi với các môn đệ. Đại lễ vượt qua của Do Thái gần đến. Ngài ngẩng lên, thấy một đoàn dân đông đi đến, liền hỏi Philip: "Chúng ta phải mua bánh ở đâu để đủ cho chừng này người ăn đây?" Ngài hỏi như thế để thử Philip, chứ Ngài biết điều Ngài định làm rồi. Philip đáp: "Tất cả chúng ta phải làm việc nguyên cả tháng mới mua đủ bánh cho mỗi người một ít." Một môn đệ khác của Ngài là Andre, em của Simon Peter, báo cáo: "Đây có một cậu bé có 5 ổ bánh lúa mạch và 2 con cá nhỏ. Nhưng đông thế này làm sao cho đủ?" Chúa Giê-xu nói: "Bảo dân chúng ngồi xuống đi. Nơi đó có nhiều cỏ. Trong số những người ngồi, nếu chỉ tính đàn ông thì có khoảng 5.000. Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, tạ ơn Thượng Đế và phân phát cho mọi người ngồi đó. Ngài cũng phân phát cá, ai muốn ăn bao nhiêu cũng được. Sau khi mọi người ăn no nê rồi, thì Ngài bảo các môn đệ lượm hết những miếng bánh thừa và cá vụn để khỏi phí phạm. Cho nên họ lượm được đầy 12 giỏ, các miếng thừa từ 5 ổ bánh lúa mạch. Sau khi chứng kiến phép lạ này mà Chúa Giê-xu đã làm, thì dân chúng bảo nhau: "Đây đúng là nhà tiên tri phải đến thế gian." Chúa Giê-xu biết họ định ép Ngài tôn làm vua, liền lánh đi vào trong núi một mình. Chúa Giê-xu đi trên mặt nước. Chiều đến, các môn đệ của Chúa Giê-xu đi xuống hồ Galilee. Trời tối rồi mà Ngài vẫn chưa trở lại với các môn đệ. Họ liền lên một chiếc thuyền, chèo trở lại bờ bên kia về hướng thành Ca-bê-năm. Lúc đó có cơn gió mạnh thổi, làm dậy sóng ào ào trên mặt hồ. Chèo được khoảng 4-5 cây số, bỗng họ thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt nước, tiến về phía thuyền. Họ hốt hoảng, nhưng Ngài trấn an: "Đừng sợ, ta đây mà." Họ liền vui mừng, rước Ngài vào thuyền. Lập tức, thuyền cập bờ đúng nơi họ định đến. Dân chúng đi tìm Chúa Giê-xu. Hôm sau đoàn dân đã ở bờ hồ bên kia. Biết Chúa Giê-xu không có xuống thuyền đi chung với các môn đệ, vì họ ra đi mà không có Ngài đi chung. Hơn nữa, dân chúng biết ở đó chỉ có một chiếc thuyền mà thôi. Tuy nhiên sau đó, có các thuyền khác từ hồ Tiberias cập bờ gần nơi dân chúng ăn. Sau khi Chúa tạ ơn, vì thấy Chúa Giê-xu và các môn đệ không có ở đó, nên dân chúng liền lên thuyền chèo qua Ca-bê-năm tìm Ngài. Chúa Giê-xu là bánh sự sống. Khi tìm được Ngài ở bờ hồ bên kia, họ hỏi Ngài: "Thưa Thầy, Thầy đến đây khi nào?" Chúa Giê-xu đáp: "Ta bảo thật, các ngươi tìm ta chẳng phải vì thấy các phép lạ ta làm, mà chỉ vì được ăn no nê. Đừng phí sức cho các thứ đồ ăn bị hư hỏng, nhưng hãy ra công về thứ đồ ăn còn tốt mãi và dẫn đến sự sống đời đời. Đó là thứ đồ ăn mà con người sẽ cho các ngươi, vì Thượng Đế Cha Ngài đã cho Ngài quyền ấy." Họ hỏi: "Thế thì Thượng Đế muốn chúng tôi làm gì?" Chúa Giê-xu đáp: "Điều Thượng Đế muốn các ngươi làm là tin nhận đấng Ngài sai đến." Họ hỏi: "Thầy làm phép lạ gì để chúng tôi thấy và tin?" "Nếu chúng tôi thấy phép lạ thì chúng tôi sẽ tin Thầy." "Thầy làm được gì?" "Tổ tiên chúng tôi ăn bánh mana trong sa mạc như Thánh Kinh ghi. Ông ta cho họ ăn bánh từ trời xuống." Chúa Giê-xu đáp: "Ta bảo thật, không phải Mô-sê cho các ngươi bánh từ trời xuống đâu, nhưng chính Cha ta cho các ngươi bánh thật từ trời xuống. Vì bánh của Thượng Đế là đấng từ trời xuống mang nguồn sống đến cho nhân loại." Họ thưa: "Vậy xin Thầy cho chúng tôi bánh ấy luôn luôn." Chúa Giê-xu đáp: "Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta sẽ chẳng bao giờ đói, ai tin ta sẽ không bao giờ khát. Như ta đã bảo,
Các ngươi đã thấy ta rồi nhưng vẫn không chịu tin. Ai do cha ta giao cho ta sẽ đến cùng ta. Ta không bao giờ xua đuổi họ. Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, mà làm theo ý của đấng sai ta đến. Ý muốn của đấng đã sai ta đến là ta không được làm mất một người nào mà Ngài đã giao cho. Nhưng ta sẽ khiến họ sống lại trong ngày cuối cùng. Đây là ý muốn cha. Ai nhìn thấy con và tin Ngài thì được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến họ sống lại trong ngày cuối cùng. Nhưng vì Ngài nói, ta là bánh từ trời xuống, nên dân chúng sầm xì về Ngài. Họ bảo nhau, ông này là Giê-xu, con Giô-sép phải không? Chúng ta biết rõ cha mẹ ông ta, tại sao ông ta dám xưng ta từ trời xuống? Nhưng Chúa Giê-xu đáp, các ngươi đừng xì xầm với nhau làm gì, cha là đấng đã sai ta đến. Không ai có thể đến với ta nếu cha không dẫn họ đến. Còn ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Các nhà tiên tri đã viết, mọi người sẽ được Thượng Đế dạy bảo. Người nào vâng lời cha và học theo cha đều đến cùng ta. Chưa hề có ai thấy cha trừ ra đấng từ Thượng Đế đến là đã thấy Ngài mà thôi. Ta bảo thật, ai tin đều được sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Tổ tiên các ngươi ăn mana trong sa mạc nhưng vẫn chết. Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ không chết nữa. Ta là bánh sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống mãi. Bánh đó là thịt ta, mà ta sẽ cho để thế gian nhờ đó mà sống. Thế là người Do Thái bắt đầu cãi nhau rằng, người này làm sao lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Chúa Giê-xu nói với họ, ta bảo thật, các ngươi phải ăn thịt và uống huyết con người, nếu không sẽ chẳng nhận được sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt ta và uống huyết ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Ta đã khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng, vì thịt ta chính là thức ăn, huyết ta chính là thức uống. Ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì sống trong ta và ta sống trong người ấy. Cha hằng sống đã sai ta đến và ta sống là nhờ Ngài. Vì thế, ai ăn nuốt ta cũng sẽ sống bởi ta. Ta không phải như bánh mà tổ tiên các ngươi đã ăn rồi chết. Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống mãi. Chúa Giê-xu nói những điều ấy khi đang dạy dỗ trong hội đường ở thành Ca-bê-năm. Nhiều môn đệ bỏ Chúa Giê-xu. Khi các môn đệ Ngài nghe thế thì nhiều người bảo, lời dạy này thật khó, ai mà nghe được. Biết họ đang bàn tán nhau về lời dạy ấy, nên Ngài hỏi, có phải lời dạy này làm các con khó chịu không? Nếu các con thấy con người trở lên nơi xuất xứ của Ngài thì sao? Chính thần linh cho sự sống, còn xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta đã nói cùng các con là thần linh và sự sống. Tuy nhiên, có vài người trong các con không chịu tin. Ngài nói vậy vì ngay từ đầu Chúa Giê-xu đã biết trước những ai không tin Ngài và ai là kẻ phản Ngài. Ngài tiếp, chính vì thế mà ta đã bảo các con, chẳng ai có thể đến cùng ta được nếu Thượng Đế không đưa đến. Sau khi Chúa Giê-xu nói thế thì nhiều môn đệ rút lui, không đi theo Ngài nữa. Chúa Giê-xu hỏi 12 môn đệ, còn các con có muốn rút lui không? Simon Phi-rơ thưa, thưa Chúa, chúng con biết đến với ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Chúng con tin và biết rằng Thầy là đấng thánh mà Thượng Đế sai đến. Chúa Giê-xu tiếp, có phải ta chọn tất cả là 12 người trong các con không? Thế mà một người trong các con là quỷ. Ngài muốn nói đến Giu-đa, con của Simon Iscariot, là một trong số 12 người về sau phản Ngài. Dân chương 7. Các em Chúa Giê-xu không chịu tin. Sau đó Chúa Giê-xu đi quanh miền Ga-li-lê, Ngài tránh miền Giu-đia vì các người Do Thái ở đó tìm cách giết Ngài.
lễ lều tạm của dân Do Thái gần đến, nên các em ngài bảo: anh hãy rời vùng này đi đến miền Judea, để cho các người theo anh ở đó cũng được thấy những phép lạ anh làm nữa. Ai muốn được người ta biết đến thì không giấu giếm điều mình làm. Vì anh đã làm những điều lạ lùng này thì phải cho thiên hạ biết đến anh chứ. Ngay đến chính các em ngài cũng không tin ngài. Chúa Giêsu bảo họ: thì giờ chưa tiện cho anh, nhưng với các em thì giờ lúc nào cũng thuận tiện. Thế gian không thể ghét các em được, nhưng thế gian ghét anh vì anh chỉ ra những điều ác họ làm. Thôi các em lên dự lễ đi, anh không đi lần này đâu vì thì giờ chưa tiện cho anh. Nói xong, ngài ở nắng lại miền Galilee. Tuy nhiên, sau khi các em ngài đã đi lên dự lễ thì Chúa Giêsu cũng lên, nhưng đi kín đáo không để ai thấy. Các người Do Thái đi tìm ngài trong kỳ lễ hỏi rằng: ông ta đâu rồi? Có nhiều lời xầm xì trong quần chúng về ngài. Người thì nói: ông ta là người tốt. Kẻ khác thì bảo: không, ông ta bịp dân chúng đó thôi. Nhưng không ai dám bàn tán công khai về ngài vì họ sợ các người Do Thái. Chúa Giêsu dạy trong kỳ lễ ở Jerusalem. Giữa kỳ lễ, Chúa Giêsu đi vào đền thờ giảng dạy. Các người Do Thái rất kinh ngạc và hỏi nhau: làm sao mà người này biết quá nhiều như thế trong khi chưa bao giờ đặt chân đến trường? Chúa Giêsu đáp: những điều ta dạy không phải từ ta mà do Đấng đã sai ta đến. Ai làm theo ý muốn Thượng Đế sẽ biết rằng điều ta dạy là do Thượng Đế hay tự ý ta. Ai dạy theo ý riêng thì chỉ tìm vinh dự cho mình thôi. Nhưng ai tìm vinh dự cho Đấng sai mình đến là người ngay thật. Trong người ấy không có điều gì giả dối. Mô-sê đã ban hành luật lệ cho các ngươi, nhưng không ai trong các ngươi tôn trọng luật lệ. Tại sao các ngươi tìm cách giết ta? Họ trả lời: ông bị quỷ ám, ai tìm cách giết ông? Chúa Giêsu đáp: ta làm một phép lạ mà các ngươi đều kinh ngạc. Mô-sê ban cho các ngươi luật về phép cắt dương bì. Thật ra không phải Mô-sê cho các ngươi luật ấy mà là các tổ tiên. Cho nên các ngươi cắt dương bì trong ngày Sa-bát. Nếu các ngươi làm lễ cắt dương bì trong ngày Sa-bát để khỏi vi phạm luật lệ Mô-sê, thì tại sao các ngươi bất bình khi ta khiến một bệnh nhân hoàn toàn bình phục trong ngày Sa-bát? Đừng phán đoán theo bề ngoài mà hãy phán đoán cho đúng. Chúa Giêsu có phải là Đấng cứu thế không? Một vài người ở Jerusalem hỏi: đây có phải là người mà họ tìm cách giết không? Thế sao ông ta công khai giảng dạy mà chẳng ai làm gì cả? Không chừng các nhà lãnh đạo biết chắc rằng ông ta là Đấng cứu thế. Khi Đấng cứu thế đến sẽ không ai biết ngài từ đâu đến. Chứ còn người này thì chúng ta biết rõ gốc gác. Đang khi dạy trong đền thờ thì Chúa Giêsu kêu lên: các ngươi biết ta và cũng biết ta từ đâu đến. Ta không tự lấy quyền mình mà đến. Đấng đã sai ta đến là chân thật. Các ngươi không biết ngài, nhưng ta biết ngài. Vì ta từ ngài mà đến, và ngài là Đấng đã sai ta. Khi nghe như thế thì dân chúng muốn bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai dám ra tay vì thời điểm của ngài chưa đến. Tuy nhiên, có nhiều người trong quần chúng tin ngài. Họ hỏi nhau: khi Đấng cứu thế đến, liệu ngài có làm nhiều phép lạ hơn người này không? Các nhà lãnh đạo Do Thái tìm cách bắt Chúa Giêsu. Người Pharisee nghe quần chúng xì xào như thế về Chúa Giêsu, liền cùng các giới trưởng tế sai một số lính gác đền thờ đến bắt ngài. Chúa Giêsu bảo: ta còn ở với các ngươi một thời gian ngắn nữa, rồi ta sẽ trở về cùng Đấng đã sai ta. Các ngươi sẽ tìm ta nhưng không gặp được, vì các ngươi không thể đến được nơi ta ở. Người Do Thái hỏi nhau: ông này đi đâu mà chúng ta không tìm được? Chẳng lẽ ông ta đi đến các thành phố Hy Lạp, có dân ta cư ngụ để giảng cho người Hy Lạp sao? Ông ta bảo: các ngươi sẽ tìm ta nhưng không tìm được, và rằng các ngươi không thể đi đến nơi ta ở, như thế nghĩa là gì?
Chúa Giêsu giảng về Thánh Linh. Vào ngày cuối cùng và cũng là ngày quan trọng nhất của kỳ lễ, Chúa Giêsu đứng dậy kêu lên rằng: "Ai khát hãy đến cùng ta mà uống. Người nào tin ta thì suối nước sống sẽ tuôn tràn từ tấm lòng người ấy, như Thánh Kinh đã viết." Ngài muốn nói đến Thánh Linh. Lúc bấy giờ, Thánh Linh chưa đến trên ai vì Chúa Giêsu chưa được hiển vinh. Nhưng sau đó, những người tin Ngài sẽ nhận Thánh Linh. Dân chúng bàn cãi về Chúa Giêsu. Khi quần chúng nghe Ngài nói như thế thì một số người bảo: "Người này quả thật là nhà tiên tri." Kẻ khác lại nói: "Ông ta là đấng cứu thế." Nhưng có người cãi: "Đấng cứu thế mà xuất thân từ Galilea à? Thánh Kinh chép rằng đấng cứu thế sẽ thuộc dòng vua David và xuất thân ở Bethlehem, thị trấn mà vua David đã cư ngụ." Cho nên dân chúng bất đồng ý với nhau về Ngài. Có vài người trong vòng họ muốn bắt Ngài, tuy nhiên không ai dám đụng đến Ngài. Các lãnh tụ Do Thái không chịu tin. Khi các lính gác đền thờ trở về thì các giới chưởng tế và người Pharisee hỏi: "Sao mấy anh không giải ông ta đến đây?" Toán lính trả lời: "Chưa hề có ai ăn nói như người này." Mấy người Pharisee bảo: "Chắc mấy anh cũng bị ông Giêsu gạt gẫm rồi chứ gì? Hay là có ai trong giới lãnh đạo hoặc người Pharisee tin theo ông ta rồi sao?" "Không thể được. Đám dân này chẳng biết gì về luật lệ cả, thật đáng bị Thượng Đế nguyền rủa." Nicodem thuộc nhóm Pharisee là người trước đây đã đến thăm Chúa Giêsu có mặt ở đó. Ông lên tiếng: "Luật chúng ta không thể buộc tội ai trước khi nghe người ấy tự bênh vực để biết những gì người ấy làm." Họ đáp: "Vậy ra ông cũng xuất thân từ Galilea à? Ông hãy nghiên cứu Thánh Kinh đi, sẽ thấy không có nhà tiên tri nào từ Galilea cả, rồi ai về nhà nấy?"